sau vụ này, sau Covid-19 này của anh mất chớp rồi. Khoan nha, bây giờ Hiếu phải ký tờ giấy cam kết. Nếu mà có chuyện gì xảy ra thì không có được kiện cáo gì thì loan mới được quay, mới được hớt. Chứ mà hớt xong rồi cầm len nha. Trong lúc này hình như là không có quyền chọn lựa nữa. Nếu em được lựa chọn mà quên được lựa chọn gì đâu. nhìn không biết đâu là Lộc, đâu là Hiếu nha. Chắc vậy quá à. Ủa, có một style nè. Tiệm này biết hết còn kiểu. Tiệm biết hết còn kiểu hả? Không, như bở hổng kiểu bà bảo quốc khác mà. Để tâm thơ lên ít hơn chút mà. Kệ đi Hiếu sao đâu. Có nói một lời gì. Bây giờ lấy tờ giấy giờ cái viết ra đây. Rồi. Điểm chỉ đi. Điểm chỉ. Ok. Mọi hư hao gì là không có tôi chịu trách nhiệm nha. Nếu bây giờ được lựa chọn một lần nữa. Đừng lo, tiệm mất tóc này chỉ mở trong mùa dịch thôi. Trong mùa dịch dẹp tiệm. Mùa dẹp tiệm không ai lại ớt anh. Giống thợ thiệt quá ha, giống thợ chuyên nghiệp. Nhìn chuyên nghiệp quá. Không nghe đúng chứ bộ. Nhìn chuyên nghiệp quá. Thì đó, có cái đầu của tôi là làm thử nghiệm trước rồi. Nhìn sai giống, Hiếu giống con dịch quá Hiếu. Rồi, coi hai người này xong chưa nha. Xong chưa? Ôi, đẹp rồi nha, thích cha rồi. Bộ. Nhìn giống Bảo Lộc quá à. Một xì tay đó mà. Một xì tay đó mà. Đang hớ mà nói chết cha, nãy quên chụp hai cái lỗ tai lại, không biết hớ xong có còn hai lỗ tai không. Rồi. Đẹp rồi. Sai tạm qua mùa mưa nha. Trời, Quốc Anh chuẩn bị thất nghiệp. Nè, Quốc Anh có coi video này nha, chuẩn bị để thất nghiệp nha Quốc Anh. Cho Quốc Anh coi nha, Quốc Anh chuẩn bị thất nghiệp. Rồi. Lên, come on here. Thôi tóc yeah. Hiếu nè. Đâu rồi? Lên rồi mà không thấy con. Nhìn. Hello. Ok, giờ tới phiên Linh cắt. Nè, tóc đẹp quá ta. Okay. Ủa, chiều nay nấu gì vậy tỷ? Chiều nay là nấu cá hầm hấp với lại nấm mèo bún tàu. Wow, cá hấp nè. Cá hấp là nấm mèo bún tàu nè. Còn cái này với lại là măng tây. Măng tây, măng tây xào tỏi. Mà cái này Gia Linh thích ăn lắm nè. Ê, thấy bà ngoại đang ngoài trước kìa. Phải không? Đâu. Bây giờ mình tập kích bà ngoại nha. Ờ, vậy hả? Đi. Tỷ tỷ, cắt cái măng nó gì mũi nha. Ông ngoại đang exercise. À, giỏi lắm, ngày tập 2 lần. Tập thể dục nữa ông ngoại? Điêu. Xua đuổi. Lực sĩ mà. Dạ. Lực sĩ. Cây này nở hoa đẹp quá rồi đó. Wow. Thôi cái cây đó cây gì đẹp quá vậy mẹ? Cái này mẹ không nhớ, nhưng mà mùa mẹ có mua thôi, mùa xuân là bắt đầu nó nở mà mẹ nhớ cái này. Trời ơi, có nụ kìa. Nó nở nhằm mùa đông. Cây giống như Christmas mà sao nay mùa xuân nó nở. Dễ thương. Chà, nay hoa nở quá trời luôn. Bắt đầu cái tháng này là tháng nó bắt đầu ra bông phải không mẹ? Mẹ thích nhất là cái cây này. Cái cây này là hồi đó mẹ mua đó, hồi xưa đó, hồi còn ở Việt Nam đó, mẹ có mua cây này, có trồng cái này mà cái hoa nó nhỏ xíu à. Mà tới hồi qua Mỹ nó lại nó to vậy. Có cái tên nó dễ thương lắm.
Tên gì mẹ? Tại vì nó hoa thế này nè, nó yesterday, today, tomorrow. Tức là nó mới nở thì nó cái màu tím. Rồi cứ từ từ nó nhạt dần. À. Nó ba màu. À, hay ha. Mới nở, có nghĩa là cái đậm thiệt đậm là nó mới nở nè. Hình xong cái nó lạc đi là nhạt từ từ, từ từ. Yesterday nè. Là ngày hôm qua, ngày hôm nay. Ủa là cái bông nó tên vậy luôn hả mẹ? À, cái bông nó vậy, cái bông nó vậy tên dễ thương lắm. Trời ơi, lần đầu tiên mới biết. À. Hồi đó Việt Nam á, ở Đà Lạt bông của bà ngoại là bao la. Có tặng cho mẹ đó, nhưng mà nó bông nó nhỏ xíu à. Mà qua đây cái này đẹp ghê không? Trời ơi, xứ Mỹ trồng bông. Mẹ trồng này bón phân nhiều không mẹ? Không, một tháng mẹ chót có dài viên phân, 3 tháng lần à. Có dài viên. Nè, con thấy ngay qua quỳnh của mẹ. Trời ơi, bông quỳnh màu vàng kìa. Ôi, con cái để mẹ cho con coi cho cái hoa của nó nè. Wow. Nhưng mà con biết không, hoa quỳnh ở Việt Nam nó màu trắng. Khuya nó nở, sáng nó tàn. Nhưng hoa quỳnh ở Mỹ nó nở cả tuần lễ lần con. À, nở cả tuần hả? Con nhớ hồi đó ở nhà mà ông ngoại mỗi lần hoa quỳnh chuẩn bị nở là ông ngoại ngồi thức suốt đêm để coi hoa quỳnh nở. Tới sáng rồi nó tàn, mà nó màu trắng. Còn đây là nở 4-5 ngày. Đó, con thấy đẹp không? Dạ. Yeah. Mà ở bên đây nó có màu vàng đẹp quá ha. Con nhớ hồi đó nó màu hồng nó lật lợt. Đậm từ ngoài để trong thôi, nó lợt. Mỹ thì hoa mà hoa nó nở đẹp lắm. Trời ơi. Cái cây này của mẹ giờ nó tàn rồi hôm trước đó, con thấy không? Đó. Đó, quá trời. Là, ngày xưa đó mẹ trồng địa lan, mẹ không biết, mẹ tưới nước ít. Thật ra nó không đẹp. Bây giờ mới biết rằng nước phải nhiều. À. Đó, nó nhiều xin. Nó ra hoa vậy đó con. Ừ. Con này khi bằng da hoa, sữa hoa nhung nó cũng nở mùa này. Mỗi lần bón phân là phải khiêng bịch phân bự nữa mẹ. Đó, có vài viên nhỏ nhỏ, 3 tháng là cứ vài viên. Cũng thấy mỗi lần mua phân về 3 tháng. Thấy không? Nè, cái này Otansha mẹ bốt nó nở đủ màu đẹp đúng lắm. Đúng rồi, Otansha nở một cái là bự, thiệt là bự luôn. Quá vậy ta? Bông mà nở đẹp thì là nhờ tôi cơ. Nè, nhờ ba nè, chở mẹ đi mua phân nè, mua đất nè, mua mình rải vườn nè. Chở đi mua nữa cũng còn đỡ đi, tôi khiên nó mới ghê chứ. Trời ơi, phân mà khiên chứ lại đất mà khiên không nó mà khỏi cần tập thể dục cũng là lực sĩ. Vừa qua này đẹp là cũng có tông của ba đó. Trong nhà này bây giờ đủ thứ cây, thiếu cây còn là con cày thôi. Thấy không? Còn thấy không? Hoa nó rất là đẹp, không cần hoa, lá nó cũng đẹp. Mà cây có hoa cũng đẹp, còn cây sống đời cũng đẹp. Nè, mẹ làm từng đó. Cái này lá mà nó nhìn nó như bông vậy. Nè, thấy không? Mẹ học dễ thương hoa, quá kìa. Không hoa mà lá hoa cây cỏ là mẹ rất là thương. Đẹp quá con coi dễ thương không? À. Cái này thì mình đâu cần tưới nhiều hả mẹ? Lâu lâu tưới chút. Đây là xương tưới rồng nhiều hả? Đã chết, loại xương rồng. Đây con thấy không? Cái đó là cái gì? Đó con thấy cây xương rồng. Cây cỏ là đẹp. Mẹ thương lắm. Nó giống con coi đó, nó nở nè. Con hỏi bà ngoại coi. Mẹ mua 4-5 cây đủ màu, mẹ trồng thành chậu tới Tết nó nở một chậu hoa mà nó nở đủ màu rất là đẹp. Thôi đừng. Cho Linh thích gì Linh hỏi ngoại đi. Nè, Linh hỏi ngoại này cái gì nè. Hỏi coi phải, con hỏi ngoại cái gì? Cái gì? Cái đâu cái vậy? Giới thiệu các bạn cái cây này nè. À, nó chạy quá nó hỏi bà ngoại kìa bà ngoại. Nó thích cái bông kia. Có thích đi ra đây. Để ngoại nói cây này cho con coi nha. Con muốn hỏi cây lan này hả? Cây này cây dị lan á. Hồi năm trước đó chú Tư đó với lại cậu mợ Tư đó tặng cho ngoại nè, chứ xong ngoại trồng xuống mà năm nay nó ra hoa tới đẹp vậy đó. Cái bông này đẹp quá. Mà cái cây này ngộ lắm con, thường thường lan là ít nước mà mấy cây lan này là chịu nước. Như cây lan Úc này nè, trời ơi, mỗi lần nó ra hoa Tết là thơm ngào ngạt luôn. Con tưởng lan là tưới nước ít lắm chứ. Ngộ quá, có nhiều. Bởi vì trồng cây là phải học từ loại, mẹ cứ search cho Google mẹ hỏi mẹ coi không nó cách trồng không. Hôm qua đây con coi đúng ngoài đường mà cũng đẹp chứ. Nè này bữa mình có quay nè. Đó mẹ, cái này cây gì mẹ? Cây này ngộ quá à. Một cái cây này đó, hồi đó ai cho mẹ chậu cây có chút xíu mẹ cắm lại mà nó ra hoa vàng đẹp lắm nha. Dạ. Mẹ bố nở hoa vàng con quay mà cái lá đẹp. Nó cũng đẹp đó, nữa. Cái này là toàn là mấy cái cây sống đời rất là dễ trồng, không cần tưới nữa, không cần phải chăm. Tại ra mẹ trồng ngoài đường để nhiều khi mình đi chơi xa mình không có nhà đó cũng có thể tự sống được. Nè có thấy không, có mấy cái sống đời nè, cây nào nó cũng có cái đẹp đấy nè, nó ra bông vàng đẹp quá trời kìa. Cây nào nó cũng có đẹp đi, bây giờ nó bút nha con, hồi sáng buổi sáng nó nở to vậy nè, đẹp lắm. Thấy không, mỗi cây nó có cái đẹp riêng của nó.
Trời ơi, trồng cây dễ thương lắm. Chăm nó giống như chăm con vậy đó. Cái hồi đó một chậu á, mà mẹ trồng bốn loại vô, thật ra bổi ra, ra có hồi Tết á, nó ra làm chậu hoa. Vẫn còn đi tập nữa mà. Đi nữa. Ông ngoại giờ khỏe mạnh lắm. Mình phải cứng nhắc à. Dạ. Ông ngoại tập quá trời mà. Nãy mẹ nói cái bông gì đâu đây vậy? Wow, cây này đó tại vì mẹ mới cắt nó đi nha. Cái cây này hoa riết 12 9 tháng, một năm nó ra hoa 9 tháng luôn. Trùm trùm xuống vậy nè. Tại vì mới cắt nó ra, nó mới đơm ra chưa có hoa nhiều nè, thấy không? Mà cái lá nó cũng đẹp nữa ha. Đẹp, có thấy không? Cây sống đời nó cũng ra hoa dễ thương ghê chưa? Đó. Còn cái cây này nè con. Là cái lá của nó đó. Khi mình bứt mình giờ mình ngửi nó có cái màu giống như dầu khuynh diệp vậy đó. Hôm bữa cái tự nhiên mẹ thấy mệt mệt, cái mẹ xá, mẹ bứt đâu 7-8 lá, cái mẹ giò mẹ đổ vô nước sôi á. Khi mình xong rất là thơm mà yeah. xong cũng thấy khỏe. Đâu hửi. Không biết tên nó tên gì. Thơm như cái mùi dầu khuynh diệp mình ngày xưa. Đúng rồi. Nó có mùi the the. Ừ. Mà nó cũng ra hoa dễ thương. Này mình dầm ra mình để vô trong cái nước mình xông hay nước nóng á. Cái lá già già nó vậy. Ừ. Cái bẹ bóp nó, mẹ bỏ vô cái nước sôi. Cái một lát cho mình đáy rồi mình xông rất là khỏe. Mà cái lá nó cũng đẹp, nhìn như cái bông vậy ha. Cái lá nó rất là đẹp mà có hoa. Mỗi hoa màu khác, rồi có cái này nè, đó, dễ thương nha. Cái cây thì màu đỏ, cái này màu vàng. Hồi xưa đó hả, mẹ tốn tiền lắm là tại vì mua rồi cái không biết cách trồng. Rồi sau này từ từ học cách trồng, mỗi loại cây nó khác nhau. Ra giờ ít tốn tiền. Bà hoa đẹp lắm, còn đó ôi tốn tiền lắm. À, hôm bữa Gia Linh có tặng bà ngoại mấy cái hạt giống rồi bà ngoại có trồng được không vậy? Mới lên cây con nhỏ nhỏ vậy. Ủa vậy? Giờ nào có hoa là mẹ cho nó coi. À, bỏ hạt xuống cái nó lên cây à, hả mẹ? Ừ. Nè, con cái không như là xương rồng, nó cũng có cái đẹp của xương rồng. Vô chậu, mỗi cây nó có cái đẹp riêng của nó. Còn cái cây này là ta kêu là nhất chi mai. Nó chưa nở, tới hồi vài tháng nữa nó nở đẹp lắm nè. Kêu bằng nhất chi mai. Đây. Trời, cái bông màu đỏ đó, đẹp quá. Mốt là nó đỏ, đỏ rực cây. Rất là đẹp. Rồi, để mẹ giới thiệu cái lan này, lan út nè. Bây giờ đó là mẹ chỉ thích trồng cái lan này thôi. Là tại vì khi cây lan, cái bồ này nó tàn hết rồi mà mẹ có đủ màu. Khi mà nó ra đó, mỗi cái nhánh này là nó ra mấy chồi hoa như vậy nè. Mà tới hồi nó nở rồi đem vô nhà là đã thơm ngào ngạt. Mà rất là dễ trồng. Có loại nhỏ, loại lớn là mẹ trồng nè. Yeah. Năm nay chắc khiên vô hết nổi rồi. Cái chậu hoa nó dài vậy nha con. Mà nó thơm ngào ngạt luôn. Là cái chậu đó đó hả mẹ? Đó, trời ơi. Là nó ra mỗi chồi. Nhưng mà chịu. Tết là nó ra bông luôn mẹ. Tết ra bông. Mà mỗi cái chồi, một cái cây này là nó ra 2-3 chồi bông. Mà chồi nọ nó dài cả thước. Mà hoa nghẹt hết. À. Còn cây này cái gì? Còn cây này hôm bữa mẹ đi chợ Trader Joe. Mẹ thấy nó bán cái củ. Mà mẹ mua về mẹ trồng thử. Mới trồng năm nay nè. Mà nó chưa đỡ. Không biết nó có đẹp không nữa. Thấy nó có hoa nhỏ nhỏ trong đó. Mà nó chưa đỡ. Chắc là nghĩ nó đã xòe ra. Chùm vậy ha. Ok, chắc cũng đẹp. À, để mai mốt mình coi nó nở, mình lấy cái hình lại coi. Còn có hoa Quỳnh nó có cái màu này nữa nè con. Dạ. Cái chậu này của mẹ năm nay nó bị hư rồi. Chứ năm ngoái nó đẹp khủng khiếp đó. Đó, nó cái hoa nó rất đẹp mà. Nó nở một tuần. Ba sáng ra là ba cho cá ăn. Ồ, sáng hả ba? Ừ, cá này nè. Mỗi ngày phải cho nó ăn chút chút rồi đó. Bữa nay nó đụng quá. Hoặc cách đây mấy bữa ăn làm cho ba ăn hết có một con bị chết. Ba cái vụ mà nhớ lúc kiệm mà con như ba đem con cá chết đó ba. Thôi, con không biết làm sao. Không biết làm sao mình không có giải thích được hả ba? Không giải thích được. Không giải thích được. Thấy nó chết rồi đó, đem bỏ ra thùng rác hồi nó sống lại. Không hiểu làm sao luôn. Mình không hiểu gì sao. Mà lúc đó là con lấy camera con quay lại, con thua lại con coi. Thì thấy là ba... Mình có camera ngoài. À, thì đó mình đem ra bỏ vô thùng rác rồi. Mà cuối cùng là nó lại con nào? Khá trắng bự nè. Con bự này nè, con bự có đốm vàng nè, có không ba? Khá trắng. Ở nhà thì có con cá vàng thôi. Mà cá nó chết, ba đem ra bỏ thùng rác. Thì chiều thấy con cá nằm lại trong hồ. Thì Lộc mới mở cái camera lại. Đâu có thấy ai bỏ con cá ngược lại trong hồ đâu. Mà con cá lại nằm lại trong hồ. Chuyện lạ. Để mấy tượng Phật rồi bà trang trí hoa tư rồi. Mày thích nhất cái chỗ này. Nhìn nó nhẹ nhàng lắm.
nhìn nó nhẹ nhàng đó. Có cái này phải cũng đỡ buồn lắm. Mỗi ngày là ra vườn qua không biết bao nhiêu lần. Ba đặt mẹ đó là trưởng công viên cây xanh. Cách đây mấy chục năm đó mẹ cũng chăm hoa, cái ba đặt mẹ là giám đốc công viên cây xanh. Trời ơi, trời mưa cũng ra vườn, trời nắng cũng ra vườn. Nhưng mà thật ra nhờ có cái vườn này mà mẹ rất là vui. Đó, đi ra đi vô có chuyện làm đồ hoa, ra hoa rồi ngắm hoa rồi. Ở không lát lạnh lắm, phải bận chuyện thì nó mới ấm. Vậy cũng là tốt, nó cũng là một cái sự tập thể thao. Dạ. Vận động, vận động thể thao. Dù ở nhà nhưng mà cũng không có. Bác sĩ cũng nói thì mình làm cây làm vườn là cũng là tập thể thao, exercise dữ lắm mà. Cái cây này mà vài bữa nữa con sẽ thấy những cái nụ này nó nở là nó nguyên một cái cây hoa không. Nó mà mới nở là màu tím đậm đẹp tuyệt đẹp ha. Nó ba màu, tím đậm, tím nhạt và khi nó tàn rồi là nó màu trắng rồi tội nghiệp không? Còn mới nở này nó đẹp ghê không con? Giống như người phụ nữ vậy. Mới nở thì ơi nó tươi mát, nó đậm đà ha. Bắt đầu tới tuổi trung niên là bắt đầu già rồi, già héo rồi kìa. Nhưng mà đây này già rồi đâu có héo đâu, vẫn còn đẹp nè, thấy chưa? Hả? Vẫn còn tươi mát. Già rồi mà vẫn đẹp đến gì. Lớn chứ mình cũng phải ráng mình diện ha. Rồi chịu khó make up chút chút vô. Lúc nào cũng tươi tắn hết. Mỗi ngày bà ngoại đi ra làm vườn rồi cũng phải thay miếng son đồ make up rồi cho đẹp chứ bộ. Mà có cái móng tay trụi lưỡi rồi. Không ai làm móng tay hết. Còn có màu vậy là hên rồi đó. Móng tay con là trời ơi thấy ghê luôn rồi. Mà cũng làm biếm quá rồi, cái cũng không có làm gì hết trơn. Móng tay như là cuộn. Quay thấy ghê. Sự thật diệt thật mà có gì đâu sợ. Ai cũng vậy chứ đâu phải mình đâu. Có người chắc còn te tua hơn mình á. Ở trong nhà riết cả thế giới rồi. Bữa giờ khán giả của chương trình của mình á hỏi thăm ba mẹ quá trời luôn, nói tại sao không cho gặp chị Thu Thủy. Hỏi con bữa nay vẫn chưa, bà ngoại chưa xuất chiêu hả? Tụi em đang chờ bà ngoại xuất chiêu. Ở nhà gần hai vợ chồng ở nhà gần 50 ngày rồi đó các bạn. Ngán quá đi. Trời, 50 ngày rồi. Từ cuối tháng nào, từ cuối tháng tới 2 tới giờ. Tự mình cũng giữ cho mình. Dạ. Chứ thật ra bình thường ba mẹ cũng có đi đâu đâu. Tại tự nhiên thấy mình cảm thấy mình ở trong nhà rồi mình không có đi được đâu. Mình muốn đi, mình đi không được, mình thấy bực bội. Chứ bình thường ba mẹ cũng đâu đi đâu. Cũng đâu chỉ đi đâu. Ngày chị nhiều khi chiều á buồn ăn cơm xong cái nguyên gia đình phóng lên xe đi vòng xếp đinh. Giống như là exercise, mình tập thể dục rồi mình đi relax chút xíu vậy đó. Shopping window thôi chứ không phải là đi mua đồ. Đâu có mua gì đâu, đi vòng vòng. Giống như là mình đi tập thể dục vậy đó. Shopping window mua đồ mười. Lượng món mười mà mắc hơn là muốn mua nha. 10 đồng mới mua nha. Giống như Gia Linh đó, nó là under 10, dưới 10 đồng. Rồi chạy hôm sau đó, under 5. Mới đầu đó Gia Linh nó có một chút đỉnh tiền, cái nó nói hôm nay nó dẫn cả nhà đi shopping nhưng mà mua đồ là under 10. Cái ngày đầu tiên mua cái chỉ thấy cô bộ hơi nặng rồi, qua hôm sau chị nói bữa nay là under 5. Dưới 5 đồng thôi. Bà này là bà ghê lắm mà, bỏ dài cái mặt quanh thôi. Con nốt cái mặt nó lên, xe cái mặt nó lên. Đẹp mà cứ giấu không à. Đẹp mà e thẹn. E thẹn quá ha, cô bông này. Cái màu vàng đẹp. Màu vàng mà cái giống này, cái bông nó lại bự hơn cái màu hường á. Cái chậu này của mẹ ta nó tàn hết chứ không, cứ hồi Tết đó là nó ra đặc nhẹ hết luôn. Trời nào cũng là 2-3 chậu hoa, nó tròn một cái tất cả. Bây giờ lan Úc đó hả mẹ? Đó cũng lan Úc, nó có 3 loại lớn, thật lớn. Rồi vừa mà nhỏ. Còn con nhớ cái cây này là mẹ mua, mẹ kêu bằng Phật là màu trắng mà nó thơm ngát luôn vậy đó. Nó lên trời cao lên vậy nè. Mà hoa không mà màu trắng, tất cả nó đổi rồi đó. Mà trưng một cái là trong nhà thơm ngát hết á. Mà mùi thơm dễ chịu lắm. Ai coi cũng thích khu vườn hết trơn. Hồi đó Loan nói cái vườn này là mẹ thấy khe, cái nó thấy đá cục bự, tao nói bộ mẹ Hồng Loan cắt heo trì lắm hả? Mỗi ngày cứ bưng đá vậy không hả? Bưng đá rải. Mà đá nó vân vân, nó đẹp. Cái tượng này là cái tượng Di Lạc, hồi xưa mẹ mua từ Việt Nam bằng đá, đá của Đà Nẵng. Đà Nẵng. Nặng lắm mà mẹ ôm qua đây đó, nặng lắm. Thì khoai lang,
Thánh kêu cô Thủy củ khoai lang bây giờ ăn mệt nhỉ. Hồi đó lên vũ tới nhà đó, cái mẹ có cái củ khoai lang mà nó nở mọng rồi, cái mẹ mới chưng ở trong cái tô nước mà nó ra lá rất là đẹp. Rồi cái mẹ cho lên vũ chắc ra lá nhiều quá nó bật ra. Lấy lá khoai lang ăn đó. Cái củ khoai lang. Đúng rồi, bữa mày để nguyên củ khoai rồi nó đâm chồi cao lên gì một khúc gì luôn nè. Đúng rồi, mà nó tua ra rất là đẹp. Các bạn ở nhà mà có cái lan nào mà bị để lâu và nó nở mọng mà mình không xài được á, cứ chưng vô cái tô nước nó sẽ ra lá, mình chưng trên bàn salon cũng rất là đẹp. Mà nếu để nó già mình cắt mình ăn cũng được nữa. Bây giờ làm sao? Bây giờ mình lấy cái ly nước chai nước đổ nước vô. Rồi mình để cái củ khoai lang vô. Dạ. Rồi xong vài ngày sau là nó nở mọng ra rồi nó ra lá rất là đẹp. Ồ, vậy đơn giản hay không? Đơn giản vậy chứ. Rất là đẹp. Nghĩa là mình mua củ khoai lang xong bỏ một cái ly vậy đó, chứ mình để nó vô nửa trên. Mình dựng nó vô. Dựng nó vô chút xíu nước ở dưới thôi chứ phải ngập hết cái củ. Đó. Để đó rồi khi tự nhiên nó nở rễ trắng đẹp tuyệt đẹp, mình kiếm cái ly màu trắng á, ly thủy tinh màu trắng mình để vô. Rồi nó có cái bộ lửa rửa rễ trắng rất là đẹp. Rồi ở trên nó từ từ nó ra lá xanh. Trời ơi, thành lá nó ăn vậy đó hả? Bữa nhắn cho con mà con quên đó mẹ. Nhắn nói cảm ơn cô Thủy. Rồi vài bữa nữa mẹ đem cây hoa này cho nó lại nhà nó thấy hoa này nó thích quá, nó xin. Chuẩn bị nha Lên Vũ ơi. Chuẩn bị nha. Đó, mẹ mới trồng đó, nó mới. Ok, bye bye. Ok, bye bye. Rồi hôm nay thank you bà ngoại. Cảm ơn bà ngoại đã đi dạo một vòng cho mình. Nhờ bà ngoại tâm sự, bà ngoại giải thích từng loại hoa chứ hỏi con là con không biết gì chứ. Phải hỏi chủ nhân người mà làm nên ngôi nhà vừa xinh đẹp. Biết con lần cái mình về Việt Nam đâu 3-4 tháng đi về thấy cái vườn hoa. Trời ơi, cỏ bọc tùm lum. Cái hỏi sao con không chịu nhổ cỏ đi, con để cỏ đây. Trời, con đâu biết nào cây, nào cỏ, nào hoa của mẹ đâu, con đâu dám nhổ. Trời ơi, cỏ hay cây hoa nó không học. Trời ơi, cỏ mà nó mọc nó bung ra giống như cái bông rồi, nó có bông nó màu vàng bông. Cho nên đâu biết là bông hay cỏ, đâu dám bứt đâu. Không dám bứt cỏ. Thank you bà ngoại. Ok, bye. Cảm ơn ngoại nha. Yeah. Chủ nhân của một khu vườn mà làm cho ngôi nhà vừa xinh đẹp mà vừa ấm cúng là đây. Đó, cho mọi người thấy từ trên cao đi xuống thấp nha. Đó. Hoa nào cũng đẹp, mà đẹp nhất là hai bó hoa này. Hoa này chắc hoa Subaru quá. Còn hay là today. Pre yesterday chứ chưa yesterday đâu. Pre yesterday. Còn xinh đẹp lắm. Còn tươi rói à. Ok. Mập quá rồi. Hello, xin chào tất cả quý vị. Xin chào các cô chú, anh chị và các bạn. Các em. Hồng Lan xin chào tất cả quý vị. Hồi nãy giờ mình relax ha, mình đi coi cái khu vườn của mẹ của Hồng Lan á. Quý vị thấy bông đẹp quá trời luôn ha. Công nhận mẹ hay khéo tay thì trồng bông lúc nào bông cũng nở đẹp rực rỡ đầy hết trơn. Còn tố cáo Hồng Lan nhìn không biết cỏ hay là bông. Bây giờ cũng giờ Hồng Lan cũng đỡ rồi, cũng biết cái lúc đó là lúc mới vừa qua Mỹ thôi, thì mới bắt đầu bà ngoại đi về Việt Nam, rồi cái Hồng Lan đâu có biết làm gì đâu. Tại hồi đó Việt Nam cũng đâu bao giờ mà trồng cây cỏ gì, trời. Hồi đó Việt Nam là đi hát đi làm suốt à, ngày nào cũng đi hết nên đâu có thời gian đâu quý vị. Bây giờ là 3 giờ chiều thì Hồng Loan xin phép được thông báo cái tình hình dịch bệnh của nước Mỹ. Số ca bệnh là 736.052 người bệnh, số người chết là 38.844 và số người được chữa khỏi là 67.418. Ca bệnh thì cũng còn tăng rất là nhiều vì nó ảnh hưởng của mấy tuần qua. Số người chết thì cũng hơn 1.000, nhưng mà hôm nay cũng mừng lắm anh, số người được phục hồi là hơn 8.000. Wow, nhiều ha. So từ ngày hôm qua tới giờ hay là 24-25 tiếng đó quý vị, là phục hồi được hơn 8.000 người, cũng vui rồi ha quý vị ha. Và Hồng Loan được nhận được một cái tin vui nữa là cái thuốc Remdesivir là thuốc trị bệnh Ebola đó quý vị. Thì hiện giờ cái nhóm giáo sư ở trường Đại học Chicago họ đang thử nghiệm, họ đã thử nghiệm 165 người. Thì 165 người này là những người bị bệnh rất là nặng.
phổi đã bị tổn hại nhiều và đã bị suy hô hấp thì trên 70% là hết bệnh sau 6 ngày. Wow. Đó. Và hiện bây giờ là cái thuốc này đang được thử nghiệm trên toàn thế giới. Mỗi nước họ đều thử nghiệm cái thuốc này hết. Song song với lại cái thuốc ký ninh, thuốc sốt rét mà Hồng Loan cũng đã nói với quý vị, thì chúng ta đã mừng là có thêm một cái thuốc nữa. Cái thuốc này là chuyên trị Ebola hồi lúc trước đó, thì giờ người ta thử nghiệm, người ta thấy mình có được hai cái loại thuốc để tạm sử dụng trong lúc này. Thì nói về cái thuốc ký ninh á, thì ngay tại Orange County là ngày hôm qua đã có một cặp vợ chồng, hai ông bà già rất là lớn tuổi, ông thì 90 tuổi, bà là 88 tuổi, trời, đã được xuất viện. Quá mừng luôn. Và hai ông bà này nói là chúng tôi sống được là nhờ cái thuốc ký ninh. Có nghĩa là cái thuốc đó là bây giờ coi như là mình thấy cũng quá là khả quan luôn. Vậy là mình đã có hai loại thuốc để chữa bệnh. Hai ông bà này là trị trong cái bệnh viện mà Hawk Hospital đó ở Newport Beach đó quý vị. Cái bệnh viện Hawk Hospital này là một trong những cái bệnh viện mà nổi tiếng trên thế giới. Và một cái bệnh viện lớn họ cũng đã sử dụng cái thuốc này để trị bệnh rồi. Thì mình mong những ngày sắp tới, mỗi ngày sẽ có thêm nhiều người được chữa khỏi nữa. Và có nhiều loại thuốc hơn nữa để mà cứu giúp tất cả chúng ta trong cái thời gian quá khó khăn và căng thẳng này. Chiều hôm qua đó thì một cái tin cũng đáng là buồn, mà không đáng lo nữa chứ. Mọi người tự nhiên ở dưới Huntington Beach đó, là gần khu lọc, cách lọc khoảng chừng 10 phút, 5-10 phút mà họ đã giống như biểu tình vì họ muốn ra ngoài. Những cái biểu ngữ như là họ nói là họ muốn không muốn cách ly nữa, không muốn cho tụi tôi tự do, còn không để cho tụi tôi chết. Cái thì câu vậy đó. Cái luật của Mỹ mà là không có được quyền cấm người ta phải cách ly ở trong nhà, nhưng mà chính phủ cũng có nói đây là để mà giúp cho sức khỏe cho mọi người. Giống như là họ thấy giống như bị ràng buộc những cái chỗ hay quen thuộc của họ, chiều họ đi ra tập thể dục, chiều họ đi đâu mà bây giờ nó đóng cửa lại thì họ bực mình vậy thôi. Nói chung là người bản xứ họ sống tự do thoải mái, quen rồi, mà hơi mà khó khăn chút xíu là họ cảm thấy họ không có chịu được, không có giống như người Việt Nam mình đã trải qua quá nhiều cực khổ cho nên mình chịu đựng được nổi. Ha, quý vị ha. Thật ra cái sự biểu tình này nó phát ra là cái lý do thứ nhất là bên Florida nó giải tỏa hết các bãi biển, nó cho người ta đi ra, trong khi ở Huntington Beach á, thì ngày hôm qua lại ra cái lệnh là đóng hết tất cả bãi biển, đóng mấy cái pier luôn, rồi mấy cái đậu xe ở trên đường á quý vị, người ta cũng không có cho đậu nữa, cho nên nó giống như cả mấy tuần nay người ta bị nhốt nhà, người ta khó chịu quá, thì thêm một cái lệnh đó người ta cảm giác không chịu nổi, người ta mới bung như vậy. Nhưng mà không riêng gì Huntington Beach, hình như là ở Connecticut hả? Connecticut, Michigan, Minnesota, mấy nơi họ biểu tình. Nhưng mà thường có group nhỏ thôi, thì giống như một cái group đó họ có những sự liên lạc với nhau, giống như mình không biết là cái hội gì của họ, họ mới biết, họ mới tổ chức cái cuộc như vậy. Thì họ cũng có nói là nếu mà bây giờ mà không trở lại thì cái nền kinh tế xuống dốc thì cũng chết. Nhưng mà đâu có gì mà phải nôn nóng, giống như chính phủ đã đưa ra cái lệnh là có thể mở lại, nơi nào có thể mở lại thì những cái thống đốc tiểu bang đó họ hiểu cái tình hình của tiểu bang mình chứ, phải cho người ta thời gian để mà mỗi đưa ra, mà cái mở cửa thì nó cũng phải từ từ, chứ đâu có thể mà mở bung ra một cái là bệnh hết hàng loạt. Nếu mà mấy người đó nghĩ coi, nếu mà bệnh hết hàng loạt thì lúc đó những người đó tôi hối hận quá, tại sao tôi ấy, nhưng mà đã muộn rồi. Những ở bên Nhà Trắng họ đưa ra một cái luật gì, hay là ở tất cả thống đốc tiểu bang đưa ra cái luật gì là người ta cũng phải suy nghĩ đắn đo rất là nhiều, chứ đâu phải muốn làm gì là làm đâu. Hôm qua đó Lộc có nhờ Loan hát một câu vọng cổ mà được quý vị khán giả cũng như các cô chú anh chị các bạn các em đã thích và
hôm nay xin cảm ơn quý vị đã ủng hộ. Hồng Loan rất là cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho Hồng Loan, cũng cổ vũ, cũng nói là hát được mà. Có những người thì cũng yêu cầu hát thêm, hát nữa. Nhưng mà thôi, lâu lâu hát lầm thôi, chứ hát hoài nghe cái gì chán, nghe bốt hát quý vị không có thèm nghe nữa. Có chán không quý vị? Có chán thì nói cho Lộc biết để Lộc chuyển đổi. Có người yêu cầu Bảo Lộc hát. Ồ, có người yêu cầu hát hả? Yêu cầu Bảo Lộc là bữa nào hát cải lương, hát không? Không hát cải lương được. Hát Tân Nhạc thì được. Bây giờ vote đi ha, giống như Hồng Loan bữa vậy đó, vote đi, nếu mà ai muốn Bảo Lộc hát Tân Nhạc á thì Lộc hát tặng khán giả một bài. Bữa Lộc nói là mọi người nhắn 10 tin nữa, phải không? Giờ mọi người nhắn, thử nhắn 20 tin là lũng đủ can đảm. 20 tin. Hát thường thì Lộc thích hát mấy bài nhạc nhẹ hả? Nhạc trữ tình hả? Trữ tình, nhạc nhẹ. Đó, nếu mà quý vị nào thích cái loại nhạc đó thì có thể yêu cầu ha. Yêu cầu thử rồi Lộc bắt Lộc hát. Trời ơi, bắt. Bữa trước nói là bắt Hồng Loan hát, giờ Hồng Loan bắt Lộc hát, ok. Bây giờ Hồng Loan xin gọi tên cảm ơn một vài người nha. Tony Trang, chào bạn Tony Trang, đã rất ủng hộ cho Hồng Loan, Lộc cũng như là bé Gia Linh. Chào bạn. Rồi A Blueberry Juice. Trời ơi, nghe mùi, nghe thèm á. Thèm nước sinh tố. Sinh tố. Rồi Song Phạm, Song Sống mà Song á, tiếng Anh đọc là Song 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 á đó. Mọi người cũng hưởng ứng giọng ca của Hồng Loan, cũng như là Nguyễn Charil hả? Charlie. Nguyễn Charlie. Hồng Loan không biết đọc chữ này á, chữ này khó đọc quá. Cũng cho mấy tràng pháo tay cho Hồng Loan, cảm ơn bạn. Và Liên Quỳnh nè, Phương Vũ nè, rồi Nguyễn Ngọc Thùy Trang. Nguyễn Ngọc Thùy Trang thì chị cũng ủng hộ Hồng Loan nhiều lắm. Rồi Nga Võ nữa. Nga Võ là hình như Nga Võ là một đứa em mà hồi xưa có làm việc cho Hồng Loan ở bên Việt Nam. Cưng. Chị có hỏi thăm em đó, cái gì trả lời cho chị ha. Tommy Nguyễn. Minh Trí, Trí Minh. Tommy Nguyễn yêu cầu Hồng Loan hát Bolero. Được á. Bolero được đúng không? Bữa nào hát thử bài Bolero mà phải vô phòng studio Lộc á, cho nó hay hơn chút. Còn hát live thì nhiều khi á, mình âm thanh mình cũng không được điều chỉnh cho nó được điều lắm, mà hầu như khi khán giả thích, mọi người thích hát vậy nó gần gũi hơn ha. Bây giờ tùy quý vị đi, nếu mà vô cái studio thì âm thanh nghe nó phê hơn. Còn mình ngồi ở ngoài thì mình hát cái âm thanh live bình thường, mọi người muốn sao thì ý kiến cho Hồng Loan ha. Phương Trần. Trời ơi, Phương Trần nói là nghỉ chơi anh chị luôn, em comment hoài mà không trả lời em. Đừng chơi lại đi. Thôi chơi lại nha. Coi cái vlog này xong chơi lại thôi, đừng nghỉ chơi nha. Cô Nhung Đặng ha. Rồi chị Ron Hoan, chị cũng thường hay comment với Hồng Loan. Rất cảm ơn anh chị. Để coi có một người... Ngọc Hiếu. Em Ngọc Hiếu nói là fan của Ba Bảo Quốc với của Hồng Loan từ hồi Hồng Loan còn nhỏ. Lần cảm ơn Ngọc Hiếu nha. Ghi chữ Nhật Lộc với Loan đọc không có được Hiếu ơi. Bởi vì em mới lên em hỏi em tên gì. Gia Linh nó thấy cái chữ tiếng Nhật, cái Gia Linh wow, Japan đó mẹ, con thích Japan, con muốn đi Tokyo. Thằng Gu nhà thờ Đức Bà. Wow. Gù nhà thờ Đức Bà là comment thường xuyên luôn á. Mà phải cho chị Hồng Loan biết tên của cưng nha. Thích cái phim này lắm á nha. Khoan này, động này nè. Cảm ơn chị Lê Xuân Thủy. Chị thích gia đình em và chúc em mau nhận được nút bạc.
Mong ngày đó lắm. Muốn nhận được nút bạc đó, thì quý vị có Facebook nè, có những cái mạng mà xã hội nhiều, quý vị phải share Lộc với Loan nhiều thì mới có hy vọng sớm nhận được nút bạc nha quý vị. Mình share với nhau lên, nhiều khi những người khác người ta thấy được á, người ta thương mến, giúp đỡ, bấm nút subscribe cái là lập tăng cái lượng subscriber thì mới nhận được. Chứ kiểu này chắc lâu lắm ạ. Và đây là có Karen Mai. Karen Mai thì nói rất là dễ thương. Karen Mai nói là một người thầm lặng mà lúc nào cũng theo dõi trang YouTube của Lộc với lại Loan. Hôm nay thì mới lên tiếng. Rất là cảm ơn Karen Mai. Và Hồng Loan cũng biết được là có rất nhiều cô chú, anh chị, các bạn cũng như là các em cũng thầm lặng theo dõi. Hôm nào có thời gian rảnh rỗi thì lên say hi với Hồng Loan tiếng nha. Nói chuyện đi, đừng có thầm lặng nữa. lặng hoài là mình buồn lắm. Mình coi như đây là một cái trang để mà tụi mình là biết, không biết thì thôi, biết rồi thì coi như là những người bạn có thể nói chuyện, có thể tâm sự với nhau về bất cứ chuyện gì. Trong cái xã hội này có rất là nhiều chuyện, phải không quý vị? Giống như Lộc Loan này, nhiều khi bữa nay, ủa mà anh nam mình lên mình nói chuyện gì ta? Nói thì cứ lên đi, đó là cái lên này hai đứa cũng có chuyện để nói với quý vị thôi. Giống như là nó thân tình, mình nói chuyện mình cảm thấy rất là thoải mái. Dạ hôm nay thì rất cảm ơn quý vị nha. Một lần nữa Hồng Loan cảm ơn quý vị đã cổ vũ Hồng Loan rất là nhiều trong cái câu vòng cổ của ngày hôm qua. Nhưng mà Hồng Loan cũng biết là mình chỉ được có một tí xíu thôi. Mọi người nói là giống cô Thanh Nga, nhưng mà Hồng Loan chỉ được có một chút xíu thừa hưởng từ cô. Đó là cái may mắn. Và điều mà không may mắn là Hồng Loan không được cô Thanh Nga chỉ dạy cho Loan một tí xíu gì hết. Chỉ học được qua hình ảnh của cô thôi. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Hồng Loan và Lộc hẹn gặp lại quý vị ngày mai. Chắc không? Chắc vậy. Yêu cầu nha, nhớ yêu cầu mai Long bắt Lộc hát. Ok. Bye.